Tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ ngày càng cao, nhất là cận thị học đường ngày càng gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên trẻ lại không được đi khám mắt thường xuyên nên có nhiều trường hợp đeo kính không đúng. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị lực của trẻ. Đây là vấn đề được các bác sĩ chuyên khoa ngành nhãn khoa bàn luận trong hội thảo cập nhật các kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh về mắt tổ chức vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo thống kê, tại Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0 cho đến 15 tuổi mắc các tật khúc xạ. Một nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội khảo sát 250 bệnh nhân từ 5 cho đến 18 tuổi cũng cho thấy tỷ lệ xuất hiện tật cận thị cao nhất ở học sinh tiểu học, chiếm 55,2%. Ước tính đến năm 2050, tỷ lệ cận thị trên thế giới sẽ chiếm tới 52%. Nếu không có thói quen khám mắt định kỳ để phát hiện và có kế hoạch quản lý khoa học, tật khúc xạ không chỉ đơn thuần là làm giảm thị lực mà còn là một trong những nguy cơ hàng đầu gây khiếm thị và mù lòa bởi những tổn hại của nhãn cầu do tật khúc xạ gây ra. Những trẻ em đã được khám phát hiện tật khúc xạ và đeo kính cũng cần khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa mắt để đảm bảo kính đang đeo luôn được chỉnh tối ưu để đạt được thị lực tốt nhất, hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt, phát triển trí tuệ và thể chất. Hiện nay, Việt Nam đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới tiên tiến nhất trong việc điều trị và phẫu thuật các bệnh về tật khúc xạ như phẫu thuật bằng laser và phẫu thuật đặt thấu kính nội nhãn với những loại máy móc thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, phẫu thuật phaco cũng là điểm sáng ở nước ta trong lĩnh vực nhãn khoa. Tại vì chúng tôi được nhà đầu tư những cái máy móc mà có thể là không phải nơi nào cũng muốn là có thể đầu tư được. Ví dụ như là các phương pháp phẫu thuật bằng laser gồm có 4 phương pháp chúng tôi đều áp dụng, và một phương pháp nữa là phương pháp đặt kính nội nhãn là khoa kích chúng tôi cũng áp dụng. Thế còn ngoài về phẫu thuật tật khúc xạ ra thì bệnh viện cũng tham gia vào cái hoạt động phòng chống mù lòa, như là các chương trình là mắt sáng người cao tuổi hoặc là tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Và phẫu thuật phaco vẫn đang là phẫu thuật mà mang lại ánh sáng cho rất nhiều bà con. Cùng với đó, tại Việt Nam, hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém, trong đó nguyên nhân hàng đầu là bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các bệnh lý về đáy mắt như võng mạc đái tháo đường, võng mạc cao huyết áp, thoái hóa điểm vàng, tắc tĩnh mạch võng mạc, bong võng mạc cũng tăng nhanh.